thế giới không thể vận hành nếu thiếu ngành xã hội và nhân văn. Vậy ngành xã hội nhân văn có gì? Phát triển sự nghiệp trong ngành này ra sao? Khoa học xã hội giải quyết những vấn đề gì cho con người? Tất cả đã có trong Người trong môn nghề, ngành xã hội và nhân văn có gì? Đặt mua sách ngay tại nhà sách Spy Room. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là phần 2 của bài viết 10 trận chiến làm thay đổi lịch sử nhân loại. Bài viết này được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Theodosius. Và chúng ta hãy cùng đến với nội dung của phần 2 này nha. Đây là phần 2 của loạt video về top 10 trận chiến đã làm thay đổi lịch sử nhân loại. Tiếp nối phần 1, trong video phần 2 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá các trận đánh ở thời kỳ Trung và cận đại mà kết quả và ý nghĩa của nó đã thay đổi lịch sử nhân loại nha. Ok, mình là Pink Dot, hãy bắt đầu ngay thôi nào. Trận Vienna, năm 1683. Năm 1453, Constantinople thất thủ. Cánh cửa vào châu Âu của đế chế Hồi giáo Ottoman đã được mở toang. Chỉ trong vòng 200 năm, đế chế Ottoman đã chiếm lấy Balkan, đánh bại Vương quốc Hungary và áp sát đế chế La Mã thần thánh của Vương triều Habsburg. Mục tiêu lớn nhất của quân Ottoman không đâu khác chính là kinh đô Vienna của nhà Habsburg, nơi họ đã từng thất bại năm 1485. Sức mạnh của quân Ottoman lớn hơn rất nhiều lần đầu tấn công vào châu Âu của Vương triều Hồi giáo Umayyad ở thế kỷ thứ 8. Tể tướng Mustafa Pasha trực tiếp chỉ huy gần 150.000 quân Ottoman tấn công thẳng vào thủ đô Vienna. Hoàng đế Leopold đệ nhất khi hay tin đã vội vàng bỏ chạy đến Passau, theo sau là 60.000 dân thường. Hoàng đế Charles cũng rút quân khỏi Vienna với 20.000 quân. Trong thành Vienna lúc này chỉ còn khoảng 11.000 quân cùng với hơn 5.000 dân quân, ít hơn 10 lần số quân của kẻ địch. Nhận thấy rằng Vienna sẽ mất nếu không có quân tiếp viện và đây có thể trở thành thảm họa cho toàn bộ các quốc gia thiên chúa giáo ở châu Âu. Giáo hoàng Innocent đệ 6 đã cử vua Jan đệ Tam Sobieski của Ba Lan chỉ huy lực lượng tiếp viện hỗn hợp gồm Ba Lan, Đức và Áo đến cứu thành Vienna. Lúc này tại Vienna, đội quân Ottoman đã bắt đầu bao vây và tấn công các thành phố. Tuy nhiên, thành phố có hệ thống công sự và tường thành vững chắc giúp cho quân đội Áo đẩy lùi các đợt tấn công của quân Ottoman. Một phần lý do khiến quân Ottoman thất bại trong các cuộc tấn công là do chỉ huy Mustafa Pasha của họ không muốn tàn phá thành phố nặng nề để sau khi chiếm được ông ta vẫn có thể thấy được sự giàu có và nguyên vẹn như ban đầu. Chính sự tấn công thiếu quyết đoán này của quân Ottoman đã không thể dứt điểm được thành phố, dù quân thủ thành lúc này đã tổn hại rất nặng, 12.000 người chết và bị thương, trong khi quân tiếp viện của vua Ba Lan thì đã tới nơi. Quân Ottoman lúc này rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, khi hoặc phải lui quân để chặn đánh đội quân tiếp viện hoặc là chiếm lấy thành phố trước khi quân địch tràn tới, và họ quyết định tiếp tục tấn công thành phố. Trên điểm cao, vua Ba Lan thấy quân Ottoman đang tấn công thành phố, ông đã có một quyết định mạo hiểm nhưng đã mang tính quyết định, là dẫn toàn bộ 20.000 kỵ binh tấn công trực diện vào đội hình của đối phương. Đây trở thành cuộc tấn công bằng kỵ binh lớn nhất trong lịch sử, với những kỵ binh Hussar mang trên vai đôi cánh như những thiên thần lao vào kẻ thù. Bị tấn công bất ngờ, quân Ottoman rối loạn và bị đẩy lui khỏi thành phố. Quân trong thành khi thấy quân tiếp viện cũng hợp lực từ trong thành đánh ra để yểm trợ. Đội quân Hồi giáo lúc này đã quá mệt mỏi sau nhiều ngày tấn công, lại phải gặp cuộc tấn công bất ngờ, đã rối loạn và tháo chạy hoàn toàn. Thành Vienna được bảo vệ, quân đội Liên minh Thiên Chúa Giáo giành chiến thắng. Đây là chiến thắng quyết định, đập tan tham vọng chiếm lấy châu Âu và giúp chặn đứng làn sóng Hồi giáo của đế chế Ottoman mãi mãi. Buộc Sultan của Ottoman phải ký hiệp ước hòa bình, qua đó một lần nữa bảo vệ Thiên Chúa Giáo, là bàn đạp giúp cho nhà Habsburg sau này chiếm được Hungary, đẩy lùi người Ottoman về vùng Balkan. Fun fact, chiến thắng của Vienna là niềm cảm hứng cho các món ăn như là croissant, lấy từ hình trang liềm của quân Hồi giáo, bánh bagel xoắn, huy hiệu của kỵ binh Ba Lan, cappuccino, từ hạt cà phê cướp được của quân Ottoman. Trận Trafalgar, năm 1805, được coi là trận hải chiến có vai trò quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại, hơn cả trận Salamis thời cổ đại, trận Lepanto thời Trung Cổ và Midway trong Thế chiến thứ hai. Đây là nơi hải quân Hoàng gia Anh đối đầu với hai đối thủ lớn nhất của họ là hải quân Tây Ban Nha và hải quân Pháp tại mũi Trafalgar Tây Ban Nha. Trận chiến ban đầu chỉ được coi là trận phòng thủ chiến lược của quân Anh, nhưng những kết quả của nó không chỉ ảnh hưởng đến cuộc chiến ở châu Âu trong thời gian ngắn mà còn là cả thế giới của các thế kỷ sau. Trước trận chiến này, nước Pháp chưa bành trướng châu Âu, nhưng có một tiềm lực quân sự trên bộ hùng mạnh nhất thế giới. Mục tiêu lớn nhất của Napoleon là đánh chiếm nước Anh, triệt tiêu mối lo ngại bên kia eo biển Manche. Sở dĩ như vậy vì nước Anh không bao giờ phải chịu sự tấn công trực tiếp từ Pháp, nên họ rảnh tay viện trợ cho các đồng minh. Hải quân Anh phong tỏa các cảng của Pháp tại Đại Tây Dương, trong khi bộ binh Anh có thể đánh sau lưng quân Pháp để tiến về phía đông.
Nhưng để làm được điều này, ông cần phải đánh bại được hải quân Anh dày dặn kinh nghiệm được chỉ huy bởi đô đốc thiên tài Horatio Nelson. Hải quân Pháp liên minh với hải quân Tây Ban Nha tạo ra một hạm đội hỗn hợp làm đối trọng với cả hải quân Anh. Trận chiến diễn ra khi Liên hợp Pháp và Tây Ban Nha rời Cadiz hướng về phía đông nam. Họ bị hải quân Anh phát hiện và bám sát. Chỉ huy liên quân Villeneuve thấy vậy đã quyết định đón đánh tại mũi Trafalgar trên Đại Tây Dương. Dù trước đó, ông ta luôn muốn đánh đối đầu trực tiếp với cả hạm đội mạnh nhất của Anh. Liên quân với 41 tàu dàn trận theo hàng ngang truyền thống, hạm đội liên quân lúc này có 4 tàu kỳ hạm hạng nhất thuộc hàng lớn nhất thế giới. Đặc biệt là tàu Santissima Trinidad của Tây Ban Nha với 130 khẩu đại bác lớn hơn bất cứ chiếc tàu nào của Anh. Trong khi đó, quân Anh tuy chỉ có 3 kỳ hạm lớn nhất nhưng họ lại có đến 4 kỳ hạm hạng 2, trong khi liên quân lại không có. Đây là một trong những mấu chốt bởi quân Anh có tới 7 kỳ hạm lớn trong khi liên quân chỉ có 4 tàu, đem lại lợi thế không nhỏ cho quân Anh. Đô đốc Nelson đã sử dụng một chiến thuật làm thay đổi lịch sử hải quân khi chia hạm đội ra làm hai phần và xếp theo đường thẳng chứ không phải là hàng ngang, xuyên thẳng vào đội hình của đối phương. Một nhánh do phó đô đốc Collingwood chỉ huy về chiếc HMS Royal Sovereign dẫn đầu. Nhánh còn lại do đích thân Nelson chỉ huy trên chiếc HMS Victory dẫn đầu nhắm thẳng vào kỳ hạm Bursetore của Villeneuve. Chiến lược của Nelson chắc chắn là một canh bạc, nhưng đó là một canh bạc được tính toán một cách cẩn thận. Hôm đó trời lặng gió, thời tiết trước bão khiến cho quân Anh tiến chậm và hứng chịu hỏa lực từ liên quân, đặc biệt là những chiếc tàu đi đầu. Chiếc HMS Victory thậm chí còn bị bắn bay cả bánh lái. Thế nhưng, ngay khi áp sát hạm đội đối phương, các tàu của Anh lập tức nhả đạn và cắt đội hình của đối phương ra làm 3 phần. Các tàu của Anh mỗi lần đi qua đối phương có thể bắn ở cả hai bên tàu, trong khi đối phương chỉ bắn được ở một bên. Cứ thế mỗi tàu tạo thành hàng loạt chuỗi bắn liên tục không cho đối phương cơ hội tiếp đạn để phản công. Trong khi quân Anh linh hoạt bao nhiêu thì liên quân Pháp và Tây Ban Nha lại bị động và chậm chạp bấy nhiêu. Các kỳ hạm của liên quân liên tiếp bị bắn phá đầu hàng. Các tàu nhỏ cũng chịu chung số phận. Sau đó hai cánh quân của hải quân Anh sau khi xuyên qua đội hình của đối phương đánh kẹp lại phía sau. Hạm đội liên quân tan vỡ hoàn toàn. Điều không may duy nhất của quân Anh là đô đốc Nelson bị trúng đạn và tử trận. Một tổn thất to lớn cho quân Anh. Trước lúc qua đời, Nelson có để lại câu nói bất hủ: "Thank God, I have done my duty." Sau 5 giờ chiến đấu, trận chiến kết thúc với thắng lợi hoàn toàn của quân Anh. Họ bắn chìm và bắt giữ 21 tàu đối phương trong khi không thiệt hại một tàu nào. Đây là chiến thắng quyết định trên biển của chiến tranh Napoleon. Quân Anh không những đập tan hải quân Pháp và Tây Ban Nha mà còn tạo tiền đề cho sự thống trị trên biển của họ trong 100 năm tiếp theo, mở ra thời kỳ Victoria huy hoàng trong lịch sử nước Anh. Trận đánh cũng khép lại thời đại của thuyền buồm, mở ra thời đại cho tàu hơi nước, tiến bộ khoa học quan trọng của loài người. Trận Leipzig năm 1813. Nhiều người nói rằng trận Waterloo là trận chiến của thế kỷ, nơi đặt dấu chấm hết cho con đường chinh phục vĩ đại của Napoleon. Nhưng thực tế thì đế chế của ông đã chấm dứt sau một trận chiến trước đó 2 năm, chiến bại to lớn nhất trong cuộc đời binh nghiệp vinh quang của hoàng đế nước Pháp, trận Leipzig. Thế kỷ 19, hoàng đế Napoleon cùng đội quân Grenadier Army gần như đã khiến cho cả châu Âu phải quỳ phục khi chinh phục được Áo, đánh bại Phổ, cho đến khi cuộc phiêu lưu thảm họa ở nước Nga của ông khiến ông phải trả giá. Grand Army tổn thất hơn 2/3, các kẻ thù phản công ở khắp nơi, đế chế của ông bị lung lay dữ dội. Ở phía Tây, quân Anh và Tây Ban Nha bắt đầu tấn công vào nước Pháp, trong khi ở phía Đông, liên minh Nga-Áo-Phổ giờ có thêm Thụy Điển dần đẩy lui quân Pháp về chính quốc. Napoleon quyết định phải bẻ gãy cuộc tấn công của quân phía Đông để có thể rảnh tay đối phó với quân Anh. Napoleon cho tập trung đội quân ở thành phố Leipzig để bảo vệ tuyến đường tiếp vận quan trọng. Trước trận chiến này, quân chủ lực giàu kinh nghiệm Grenadier Army gần như đã bị hủy diệt ở nước Nga. Napoleon buộc phải tuyển tân binh ít kinh nghiệm ra trận, điều này ảnh hưởng đến chất lượng chiến đấu của quân Pháp. Không những vậy, quân Pháp còn bị áp đảo về quân số so với quân liên minh Nga, Áo, Phổ, Thụy Điển. 190.000 quân Pháp so với 430.000 liên quân. Hy vọng duy nhất của Napoleon là sự liên kết khá lỏng lẻo của liên quân tạo ra những khe hở để quân Pháp đột phá và giành lợi thế. Tuy nhiên, liên quân này đã có những bài học từ sau các thảm trận ở trận Austerlitz, trận Jena, trận Wagram và trận Dresden. Trên chiến trường ở phía đông nam, liên quân Nga Áo sẽ chạm trán khối quân chủ lực của Napoleon, trong khi đó quân Phổ sẽ tấn công từ hướng tây bắc. Trong hai ngày đầu của cuộc chiến, hai bên đều ở thế giằng co vô cùng quyết liệt ở trong từng vị trí trọng điểm. Trong khi liên quân tổ chức các cuộc tấn công vào vị trí phòng thủ của quân Pháp không có kết quả khả quan và tổn thương nặng nề, thì quân Pháp sau khi phòng ngự thành công cũng tổ chức phản công, nhưng vì lực lượng quá chênh lệch, quân Pháp không thể tạo nên đột biến nào. Dần dần, trận chiến trở thành một cuộc chiến tiêu hao,
mà phần thắng lại nghiêng dần về phe có thực lực nhỉnh hơn, đó là Liên quân. Quân Pháp bị đẩy dần về phía sau. Ngày càng có lại, Napoleon tổ chức một số đợt phản công lớn, nhưng điều này lại chỉ làm quân Pháp tổn thất nhiều nhân mạng hơn. Đến ngày thứ 3, trận chiến an bài khi đạo quân của Thái tử Thụy Điển Charles John gia nhập cùng các đạo quân khác của Liên quân, tạo thành một vành đai bao quanh lấy hoàn toàn quân Pháp. Quân Pháp vừa chịu nhiều tổn thất lại hay tin quân Định được tăng viện đã bao vây họ trở nên tuyệt vọng. Một số lính đảo ngũ, đầu hàng hoặc thậm chí lại phản bội lại đồng đội. Napoleon biết rằng thất bại là điều sớm muộn, ông cho rút quân khỏi Leipzig trong đêm, chạy về nước Pháp. Một thảm họa nữa khi quân Pháp cho đánh sập cầu hoặc sông mặc dù vẫn còn đồng đội chưa qua cầu, khiến cho các binh sĩ này chết hoặc là bị bắt. Trận Leipzig kết thúc với thảm bại của quân đội Pháp, đánh dấu thời khắc cuối cùng của đế chế Pháp vĩ đại. Leipzig là thắng lợi quyết định của Liên minh Nga-Áo-Phổ-Thụy-Điển, đánh dấu sự sụp đổ của đế chế Pháp, buộc Napoleon phải thoái vị lần đầu. So với trận Waterloo, đây là chiến bại cay đắng nhất của ông trước các kẻ thù địch mà trước đây ông dễ dàng đánh bại, cũng là thất bại nặng nề nhất, hủy hoại hoàn toàn công lao xây dựng của ông. Từ đây vai trò cường quốc trước đây của Pháp được chuyển qua Phổ và Nga. Chiến thắng cũng mang lại ý nghĩa quan trọng cho dân tộc Đức, các bang miền Nam hoàn toàn giải phóng khỏi Pháp, chuẩn bị cho quá trình thống nhất quốc gia của Đức. Trong phần 3 của video sẽ xuất hiện một trận chiến được mệnh danh là trận chiến thảm khốc nhất lịch sử nhân loại. Trận đánh đó được xem như là bước ngoặt vĩ đại của cuộc thế chiến lần thứ 2. Các bạn có thể đoán ra được đó là trận đánh nào không? Hãy cùng chờ đợi trong phần 3 của video nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Sparum, của mình là PinkDot. See ya!